Ngư dân Việt hoạt động ở Hoàng Sa nói họ chưa được chính quyền thông tin cảnh báo về cuộc tập trận Trung Quốc đang tiến hành gần quần đảo Hoàng Sa, dù Bộ Ngoại giao và báo chí nhà nước loan báo là Việt Nam đã có biện pháp bảo vệ ngư dân. Tờ Dân Trí dẫn tin từ Cục Hải sự Trung Quốc cho hay phạm vi cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn của Hải quân Bắc Kinh kéo dài từ phía đông nam đảo Hải Nam tới tận khu vực gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Cục Hải sự Trung Quốc cũng nêu rõ tọa độ và thời gian cuộc tập trận diễn ra từ ngày 24 tới hết ngày 30 tháng 9, đồng thời cấm tàu bè qua lại khu vực trong thời gian này. Báo Petrotimes của nhà nước trích thông báo từ Bộ Ngoại giao hôm 25 tháng 9 rằng các cơ quan chức năng Việt Nam đã xác minh thông tin và triển khai các biện pháp cần thiết để tiếp tục bảo vệ ngư dân Việt hoạt động trên ngư trường truyền thống ở Biển Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn Lê Hải Bình không nêu rõ các biện pháp bảo vệ đó ra sao và được triển khai như thế nào. Hai ngày sau khi Trung Quốc khởi sự cuộc tập trận bằng đạn thật, ngư dân ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa cho VOA Việt ngữ biết họ vẫn chưa nghe chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng thông báo hay khuyến cáo gì về việc này và càng không rõ giới hữu trách có các biện pháp như thế nào để bảo vệ họ trong thời gian Bắc Kinh phô diễn đạn pháo ở đây. Trong cuộc trao đổi tối ngày 26 tháng 9, ngư dân Nguyễn Đó ở Lý Sơn, người từng vài lần bị tàu Trung Quốc tấn công trên ngư trường Hoàng Sa, nói: Chưa nghe thông báo. Ngư dân Nguyễn Văn Xuân ở Đà Nẵng cho biết: Mình đọc báo, mở mọn thì có, mà đang chưa nghe tổ quận phường của chị này mở phố gì ta. Từ đây nè, phố nè, quận nè, phường nè, cái trại phường với nhau, bố trước cho ngư dân để cho ngư dân nắm tình hình chứ. Là có chi ra ngồi biển rồi ta phòng tránh, nhiều người ở đâu đọc phố đọc mọn đâu biết, rồi hôm qua rồi đi tới bo điểm nữa là vẫn nguy hiểm. Tại cuộc họp báo hôm 25 tháng 9, người phát ngôn Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh là từ trước tới nay, Việt Nam luôn luôn có biện pháp cần thiết để bảo vệ ngư dân. Ngư dân hoạt động lâu năm ở Hoàng Sa nói, các tuyên bố này đã trở nên quá quen tai với ngư dân Việt, nhưng họ mong được trông thấy các việc làm thực tế của giới hữu trách để có thể yên tâm bám biển và tiếp tục duy trì là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền Tổ quốc, như lời mô tả của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ngư dân Xuân từ Đà Nẵng: Anh không có nghe đó, nhưng mà những cái biện pháp mà thấy ngư dân của Trung Quốc bảo vệ là 100%, nhưng mà thấy ngư dân của mình ra ngoài đó vô mình ví dụ như con bữa nó may rủi chứ gặp như những tài kiểm ngư của Trung Quốc mà ông tới mà ông vắng chìm rồi, là nói chung rồi mình cũng sợ ta không kịp luôn. Người ngư dân bám biển giữ chủ quyền lãnh hải hy vọng các tuyên bố về bảo vệ ngư dân sẽ sớm được thực thi hóa bằng hành động với các biện pháp cụ thể của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam trước những mối đe dọa rủi ro hàng ngày từ Trung Quốc trên Biển Đông. Mong yêu cầu nhà nước mình là phải có những tàu từng ra những cái khu vực trong vùng biển của mình tăng cường kiểm ngư của mình để cho ngư dân ở lồn cho nó có cái niềm tin tí. Tối 26 tháng 9, VOA Việt ngữ gọi Cục Kiểm ngư và Hội Nghề cá Việt Nam để ghi nhận bình luận, nhưng không được hồi đáp. Đợt diễn tập tới cuối tháng 9 này là mới nhất trong loạt các cuộc tập trận dùng đạn thật của Trung Quốc ở các vùng biển có tranh chấp thời gian gần đây. Việt Nam nói quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm từ năm 1974. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông với bản đồ đường lưỡi bò và các hành động lấn lướt gây tranh cãi công luận.